Ba giây đưa ạ. Cố lên, đó rồi. Quá. Chúng ta cần yêu cầu phải bước đầu cao hơn. Bạn nào mà gọi là gây được tiếng ồ nhiều nhất là có thể là sẽ được giải quạt. Vâng, như chúng ta cũng biết là đây là vòng đấu một trong sáu vòng năm nay, và như các bạn thấy là tham gia và có yêu cầu tâm lý rất là cao. Nó phát nó thấy Wow, 2 phút 04:18.